danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời những câu hỏi trong các bài học thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Với bài soạn bức thư gửi chú lính chỉ dũng cảm, ngữ văn lớp 7 tập 1 Chân trời sáng tạo sẽ giúp các em học sinh chúng ta dễ dàng đi đến với bài học, nội dung chính của bài học hơn. Ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ đi trả lời lần lượt những câu hỏi xuất hiện ở trong văn bản này. Văn bản bức thư gửi chú lính chỉ là văn bản tình cảm yêu mến của tác giả với chú lính chỉ dũng cảm. Và chúng ta sẽ cùng cô lần lượt khám phá từng câu hỏi trong văn bản này. Câu hỏi số 1, trang 63, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Tác giả bức thư đã bày tỏ tình cảm gì với nhân vật chú lĩnh trì dũng cảm? Chúng ta sẽ đọc kỹ văn bản, tìm những chi tiết tác giả miêu tả chú lĩnh trì dũng cảm và chúng ta tìm những chi tiết bày tỏ tình cảm, cảm xúc mà tác giả đã gửi gắm đến nhân vật của mình. Và chúng ta có thể nhận xét như sau, tác giả bức thư gửi chú lính chỉ muốn bày tỏ tình cảm yêu thương, trân trọng và cảm phục trước chú lính chỉ dũng cảm. Chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu câu hỏi số 2. Nhân vật chú lính chỉ dũng cảm đã gợi cho tác giả bức thư bài học gì? Qua hình tượng chú lính chỉ dũng cảm, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng nhân vật chú lính chỉ dũng cảm đã gợi cho tác giả bức thư một bài học về việc nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống bằng con mắt thực tế và tìm cách giải quyết để có một thế giới tươi đẹp hơn. Đó chính là nội dung câu hỏi cũng như câu trả lời số 2 trong sách giáo khoa trang 63. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 3. Tác giả bức thư suy nghĩ như thế nào về kết thúc không có hậu của chuyện chú lính chỉ dũng cảm? Em có đồng ý với điều đó hay là không? Chúng ta sẽ đọc kỹ văn bản, đọc kỹ câu hỏi để trả lời. Cô gợi ý như sau. Tác giả bức thư suy nghĩ về kết thúc không có hậu đó bằng tấm lòng biết ơn vì trong cuộc sống thực luôn diễn ra những điều không mong muốn. Chính vì vậy, nhận một cách nghiêm túc những mặt trái của cuộc sống thực tại để chúng ta tìm cách giải quyết, việc có hiệu quả sẽ giúp chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi thứ 4, trang 63 với yêu cầu như sau. Chúng ta hãy giới thiệu với các bạn một nhân vật văn học đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Trong chương trình ngữ văn các lớp dưới cũng như là lớp 7 mà chúng ta đang học, chúng ta sẽ đã từng tìm hiểu rất nhiều những nhân vật văn học xuất hiện ở trong những văn bản cũng như là những văn bản truyện, những văn bản thơ, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ tìm cho mình một nhân vật mà chúng ta yêu thích, chúng ta có tình cảm để chúng ta giới thiệu với các bạn của mình về ấn tượng về nhân vật đó. Cô gợi ý như sau, chúng ta có thể giới thiệu về nhân vật anh hùng Thánh Gióng ở trong truyền thuyết Thánh Gióng, đúng không nào? Trong tất cả những tác phẩm đã học, có lẽ em thích nhất câu chuyện về người anh hùng Thánh Gióng. Cậu bé Gióng thật kỳ lạ, lên ba không biết nói, biết cười, đặt đâu nằm đấy. Nhưng khi nghe tiếng giao của sứ giả y tìm người tài giỏi cứu nước, thì cậu cất tiếng nói đòi đi đánh giặc. Cậu lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ để mau thành tráng sĩ ra trận. Hình ảnh Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, oai phong, rồi anh nhảy lên lưng ngựa sắt. Con ngựa bỗng hí vang mấy tiếng, xông thẳng ra trận làm em rất kinh ngạc, thích thú. Gióng chiến đấu thật kiên cường, dù roi sắt gãy, cậu không hề nao núng, nhụt chí mà nhanh trí nhổ, che quật vào giặc đến cùng. Đất nước hết giặc, Gióng không ở lại lĩnh thưởng mà bay về trời, để lại trong lòng mọi người sự kính phục và biết ơn. Như vậy câu chuyện về nhân vật Thánh Gióng chính là câu chuyện về tinh thần đoàn kết, chống giặc ngoại xâm, đúng không nào các em? Cũng như sức mạnh của người anh hùng chống giặc ngoại xâm và không màng đến danh lợi, đúng không nào? Như vậy chúng ta đã cùng tham khảo được nhân vật Thánh Gióng. Chúng ta sẽ chọn cho mình một nhân vật mà chúng ta yêu thích để viết thành những đoạn văn khác cho các bạn cùng tham khảo các em nhé. Như vậy, ngày hôm nay cô đã cùng các em đi đọc hiểu văn bản bức thư gửi chú lính chỉ dũng cảm. Cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học về sách
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.